Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online. Và hôm nay cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhà vai hành động có tên gọi là Zombie Wreck Mecha Warfare. Thì các bạn thể thấy trong hình thì đây mình sẽ có một con game có đồ họa 2.5D như này. Chúng ta sẽ điều khiển, đại loại là các bạn sẽ điều khiển các cái cỗ máy robot chiến đấu chống lại zombie. Đó. Đây, chúng ta sẽ có một phần kỹ năng. Kỹ năng thì cần năng lượng và sẽ khi mà chiến đấu thì nó sẽ có hồi năng lượng. Và các bạn khi mà đủ năng lượng thì có thể sử dụng kỹ năng. Đấy, và kỹ năng thì có thể kéo thả như thế này. Ok, dạng game kiểu dạng game nhập vai hành động phòng thủ à. Đấy, đồ họa đẹp nhá. Mình thấy là game có đồ họa rất là chi tiết và sắc nét. Đây, đây là cái những cái hụ để cản zombie đúng không nhỉ? Đó, ok, thắng rồi. Ban đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem là game nó như thế nào đi. Mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về con game này. Hiện tại thì cái con Zombie Wreck này hình như là nó mới có trên Android thôi thì phải. Đúng rồi, nó mới có trên Android thôi anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Đồ họa đẹp phết. Rồi. Đồ họa chính ra là 3D đấy, chẳng qua là khóa góc nhìn anh em gọi là 2.5D cũng được. Rồi, chúng ta sẽ đi treo tường này. Đó, nó là zoom cận cảnh với đồ họa luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ có vũ khí, nhặt vũ khí và chiến đấu. Ồ, cái này có khi là mình sẽ thiết lập analog rồi anh em ạ. Bởi vì là nó có... mình phải bấm di chuyển rất là nhiều. Rồi, vừa tiêu diệt zombie xong. Đạp cửa này. À, phải căn vào đúng cái vạch màu cam này đúng không? Đấy, con game này thì chính xác là một game nhập vai hành động rồi. Ui, đông đây. Ờ, chơi kiểu hit and run vậy. Ui, đông quá. Đông quá, đông quá. Ui, sắp hẹo rồi. Ui, mày quá. Rồi, chúng ta sẽ lại ra ngoài này. Ban đầu thì chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ cơ bản để làm quen với game thôi. Đó, các tính năng sau này nó sẽ có thêm các tính năng mới. Đây, lại tiếp tục điều khiển robot. Ui, có bắn tên lửa này. À, nó là kỹ năng. Hay là nhặt băng đạn đúng không? Hay là nhặt nguyên liệu. Ờ, cũng có thể nhặt nguyên liệu luôn. Lại đạp cửa. Đấy, tức là các bạn sẽ điều khiển nhân vật chiến đấu. Game này nó sẽ thiên về yếu tố hành động khá là nhiều. Rất là... hiện tại thì mình ấn tượng con game này nhất là đồ họa rồi. Thực sự đồ họa ăn game... ui, sao bắn cái skill này nó khó thế. Đồ họa ăn game rất là đẹp, chi tiết, sắc nét. Đấy, một cái game mobile lấy chủ đề zombie. Nhưng mà nó mình thấy là cũng không quá nhiều cái chất gọi là kinh dị đến mức phải đáng sợ cả. Cái game này thì hiện tại là chưa có tiếng Việt đâu nhá. Mình nghĩ là chả cần thiết về tiếng Việt đâu. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Ban đầu chỉ đi làm những nhiệm vụ cốt truyện như này thôi. Không biết sau này game này có tính năng kiểu phát triển căn cứ kiểu không nhỉ? Tiếp tục chiến đấu này. Đây các bạn. Đó, hiện tại thì mình chưa có kỹ năng. Để đợi tí nữa mình sẽ sử dụng kỹ năng nhé. Phải hồi năng lượng nãy mới sử dụng kỹ năng được. Đây, mình sẽ đặt cái hụ pháo đây này. Ồ, zombie đông quá anh em ơi. À, có thể chọn một trong ba cái kỹ năng này. Kiểu lên cấp ấy. Đó, kỹ năng bổ trợ. Ui, đông đê. Đông thế à, trời ơi. Đấy, đặt hụ súng đây. Bắn cho khỏe. Đông quá anh em ạ. Zombie rất là đông luôn. Tí nữa boss nó ra nữa cơ. Đặt thêm hụ súng nữa này. Đó, ta sẽ đặt càng nhiều súng hơn tốt. Mình thấy kỹ năng là nó cũng khá là lâu. Đây, chọn một trong ba cái kỹ năng bổ trợ nhé mọi người nhé.
đặt thêm cái hụ này để cản zombie này. Ôi boss ra rồi anh em ơi. Rồi gọi thêm súng bắn cho khỏe. Ôi đẹp nhá, đồ họa thực sự rất là ấn tượng. Rồi tiếp tục nha. Đây sửa chữa cây cầu này. Đấy, bắt đầu thì đi làm nhiệm vụ thôi. Con game này như mình đã nói thì nó sẽ thiên về yếu tố nhập vai hành động rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra đây. Mở cửa này. Lại vào trong này. Ơ nhà được vũ khí mới này. Khẩu này khẩu shotgun anh em ạ. Rồi, các bạn thấy đồ họa 3D nhá. Chính ra nên đồ họa 3D chẳng qua nó khó nhìn thôi. Đấy rồi, zombie rồi anh em ạ. Úi dồi ôi. Cắn đau thế. Mà sao gan này điêu nhỉ. Không bắn bắn A chùm ra, đạn chùm ra. Dính sát thương có một con zombie đâu. Ui phải bắn 2 phát rồi mới chết một con anh ạ. Súng cái game này thì nó không có đạn. Cứ thế mà bắn thôi. Lại đập cửa tiếp này. Ui con boss này anh em ơi. Bắn một phát là mất 30 máu của boss. Rồi thắng rồi. Nói chung là những cái nhiệm vụ ban đầu này thì nó cũng khá là đơn giản và cơ bản thôi. Rồi tiếp tục nha. Bấm vào đây này. Sửa cái cầu này. Và chúng ta sẽ qua sông. À mình có thêm một con robot đi cùng này. À cái kỹ năng này nó không điều hướng được. Chỉ bấm nó bắn ra phía trước thôi. Đây rồi chúng ta có phần căn cứ này. Như vậy game này thì cũng sẽ có phần phát triển căn cứ nhá. Đây các bạn có thể xây dựng các cái công trình phát triển căn cứ của mình nữa. Đấy thu hoạch tài nguyên. Nó sẽ tích hợp thêm cả yếu tố xây dựng phát triển. Đây các bạn sẽ có một cái căn cứ như thế này. Thì ban đầu anh em sẽ đi làm những cái nhiệm vụ này thôi. Đây bỏ cái khu vực này đi. Đấy rồi chúng ta sẽ xây thêm nâng cấp nhà chính này lên cấp 2 này. Đấy, mình sẽ nâng cấp. Và mỗi lần nâng cấp thì nó sẽ mất thời gian nha anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ phải nâng cấp nhà lên. Đây, ban đầu sẽ được nâng cấp miễn phí anh em ạ. Rồi, tiếp tục. Như vậy là game này thì là một con game nhập vai hành động kết hợp với việc là các bạn có thể xây dựng phát triển cái lãnh địa riêng của mình. Đấy, cũng khá là hay ho. Được của nó nha. Bạn nào mà thích dạng game nhập vai hành động các thứ, rồi chủ đề zombie này kết hợp với một số yếu tố phát triển xây dựng căn cứ dạng game chiến thuật thì mình nghĩ là cái con Zombie Rage Mecha Warfare này cũng rất là phù hợp với mọi người. Đáng tiếc là nó mới chỉ có trên Android thôi anh em ơi. Rồi tiếp tục nha. Giờ đi đâu ta? À chúng ta sẽ phải đi tìm cái chìa khóa. Đây. Game này thì nó sẽ không có auto nhưng mà nó có chỉ dẫn. Các bạn để ý dưới đất có hình dấu chân ấy thì các bạn đi theo là được. Rồi tiếp tục phòng thủ này. Đấy, zombie tấn công anh em ạ. Rất là đông. Tiên là mình sẽ xây một cái chặn đường đã. Đấy. Rồi bị đông quá anh em ơi. Bây giờ thì sau khi mà có cái hụ chặn đường rồi thì mình sẽ gọi thêm các cái hụ pháo này. Đấy, súng bắn mạnh dã man luôn. Đấy, gọi thêm hụ nữa bắn cho khỏe. Ui nhìn đã nhở, nghe tiếng âm thanh cũng rất là đã luôn ấy. Đấy, mình sẽ cứ gọi hết hụ súng đi. Đây, boss chuẩn bị đến rồi anh em ạ. Sắp đến boss, nó sẽ ra, chuẩn bị ra rồi. Cứ gọi súng ra thôi, bắn cho sướng. Nghe đã dã man luôn.
Wow. Đây, thêm cái hụ nữa cho chắc. Đấy, boss nó ra rồi anh em ạ. Rồi, thắng rồi. Đấy, nhìn chung về cơ bản thì con Zombie Wreck này chơi như vậy thôi. Thì bạn nào muốn chơi thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải và chơi thử con game này nhá. Một con game nhập vai hành động có đề tài zombie kết hợp với máy móc như này, cũng khá là hay ho. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nha. Mọi người thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tô Game Online cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.